mấy cái này khô rồi. Các bác thân mến, vào mùa măng Tây Bắc kia rồi, tháng 9 năm nay thì mưa tháng 8 khá nhiều. Đến tháng 9 thì bắt đầu mới làm được măng. Hiện tại bây giờ trời cũng đang bắt đầu nắng dần và khô ráo rồi. Thì tôi đợt này lên bản khá muộn so với mọi năm tháng 8 nó bắt đầu ở trên miền núi rồi. Hôm nay tháng 9 bắt đầu mới vào mùa măng. Đây là cái măng nứa nhà Tiến đang phơi. Thằng này thì có cái áo đằng sau này, mày ngồi im. Tao đá cho mày phát rồi. Tiến bịp. Tiến bịp phơi măng. Hôm nào làm con gà chứ nhỉ Tiến nhỉ? Làm không? Làm không? Gà gì? Gà nướng này. Làm không? Có. Làm nhá. Mai mày có bận không? Có, mai lên bạc buổi. Lên mai chủ nhật cơ mà. Thì mai lên mà ngày kia thứ hai. Mùa măng thì đây đang phơi đây, cũng có mấy cái tin rất là vui chia sẻ. Chào mừng tân sinh viên Tiến là tháng 10 là bắt đầu nhập học. Là hiện tại bây giờ là đang mùa măng thì ở nhà tranh thủ phơi măng hộ bố mẹ. Còn tháng 10 là xong mùa măng rồi thì là đi học chuyên nghiệp. Chứ không ở nhà phơi măng đâu. Thế còn ở dưới này có một cái rất là oách luôn. Để tôi zoom lại các bác nhìn này. Con Tiến đây này. Đấy. Tuấn à? Đấy Tuấn giờ lên ông nội rồi đấy. Đấy con thằng Tiến đây này. Con thằng Tiến đấy, con trai nha. Đấy chứ Tuấn giờ lên ông nội đùa thế thôi. Đấy, con cháu Tùng. Cháu Tùng lên chức bố rồi. Còn Tiến thì chưa, Tiến thì bắt buộc là tôi đã bảo yêu cầu là phải học. Học cho nó xong đã, không có chuyện vợ con sớm đâu. Học cho nó xong cao đẳng chuyên nghiệp, để đại học phấn đấu lên để học là lấy bằng cho nó sau này cuộc đời nó khác. Chứ bây giờ núi thì chui cũng được thôi. Thế nhưng mà đây các bác nhìn này, chui vào rừng thế này thì nó cũng không có gì là thú vị cả cuộc đời đâu. Còn Tiến thì nó sẽ phải đi học, không có măng mùng gì đang rủ vào hôm tới ra suối nướng có trận gà, tôi một con, nó một con. Còn đây xuống kia có cái cu con này. Nhóc này là con nhà con Tùng đấy, con trai Tuấn giờ lên ông nội. Có cháu đích tôn luôn. Nói chung là nhà vui lắm, đợt này thấy vui. Bận tí nhưng mà vui. Đây. Măng, mày ai bế nó buổi tối? Ông nội bế đúng không? Đây là măng chua này. Đấy, các bác nhìn đây, đây là cái măng chua khô đấy. Còn đây là măng lá, là măng nứa, à măng tre. Còn Tiến phơi ngoài này thì là măng nứa. Phơi hết cái chỗ này đi, và chiều làm gì thì làm. Thằng này ngoan đấy nhỉ? Có biết khóc rồi. Không khóc. Ông thì quý cháu. Mẹ nó đi giao hàng đi. Chiều 2 giờ đi thì 7-8 giờ mới về cũng có khóc. Chưa đặt tên. Quay đây nào. Hôm qua chụp được cho bà cháu nó cái ảnh đẹp lắm. Cái đi với ông Tân đi. Quay đây nào. Cái đi. Này cắn chân thằng này này. Trắng trẻo này cơ mà. Tiến thì còn lâu mới có vợ nhỉ. Chú Tiến thì không có đâu. Còn lâu. Còn đây măng này là măng nứa đây. Măng nứa là sáng nay là Tuấn với lại vợ hai vợ chồng đi lấy đây. Hôm nay được không được nhiều lắm, được khoảng hơn chục cân, 15 cân. Chục kia nữa. Thế cái này măng này là mang đi phơi thì như Tiến đang phơi nhà là măng nứa đấy các bác. Măng nứa nó chỉ này. Trước tôi có làm một cái phim rồi, măng nứa. Nhà Tuấn chỉ là măng nứa. Cái này luộc thì tối nhớ cho xin một đĩa nha. Mẹ Tùng nha. Ờ. Cho xin một đĩa nhỏ nhỏ. Túm. Mãi đi. Cái chỗ này dừng lại trên này. Hả? Cái cầu sắt kia kiểu ốc 16 ấy. Chắc thế. Đẹp quá. Con máy đây. Các bác thân mến, tôi xin phép vào tôi quay điện thoại luôn. Đoạn này đẹp quá. Đẹp cực kỳ luôn. Hôm nay tôi có đệ tử lái xe cho nên là mình được ngồi sau. Đây ngắm này. Các bác nhìn thấy không? Cả một cái thung lũng toàn ruộng. Rất tiếc là đợt này nó vẫn chưa chín vàng ấy. Một thời gian nữa thì cực đẹp, các bác nhìn này. Đây có một cái cây cổ thụ từ ngày xưa lâu lắm rồi này. Cái cây này là cái cây đợt tôi với thằng Tiến với mấy đứa trẻ hay ra đây nướng ăn ở cái
cái suối ngay đằng sau cái kênh là cái suối mà suối chảy to lắm, thì là ở chỗ đấy. Giờ cây nó vẫn như thế thôi, nhưng mà người thì khác rồi. Tôi ra mày cũng già lắm rồi. Tiến nó bỏ cái này ra xem nào. Hôm nào về cho tiện đấy, bỏ ra đi tao lấy ra. Năm nay thì thằng Giang thì cũng to bằng Tiến, Tiến bằng Giang rồi. Chỉ có mình già là bé đi năm nay rồi. Con với cháu là chở chú với bố đi chơi được rồi. Ô, các bà đi đâu về đây? Đi lấy cái gì về đây bà? Đi lấy măng à? À, măng nứa, măng tre à? Đây hai chị em ở trong bản gần đây đi lấy măng, măng tre các bác, măng tre trong rừng này, măng nứa à? Đây này. Bây giờ mang về nhà bắt đầu làm. Làm măng thì bắt đầu mới thành măng khô cho các bác. Đây, mày một cái, tao một cái. Ăn đi, ăn đi. Úi rồi kìa. Hả? Ăn đi, ăn đi. Ăn đã xong tính tiếp. Ăn đi xong rồi tí nó có nhiều chuyện chia sẻ với các bác thú vị hơn nữa. Đây là cái bánh vừa nãy tôi nói ở nhà này. Đây gọi là bánh ngô các bác ạ. Bánh ngô này là làm bằng ngô xay ra này. Cộng với lại bột nếp. Với lại cái gì nhỉ? Đường. Tiến đi bóc của chú cái. Đây, đây thế được rồi, được rồi, thế được rồi. Đây, mời các bác, bánh đẹp chưa, ngon chưa? Quay cạnh cái ruộng lúa này nhìn nó đẹp hơn hẳn nhỉ? Ngon, phải bình đẹp rồi mà ngon. Cái này ruộng thì chú cầm cái bánh ngô này ra ruộng. Bánh ngô này ra ruộng, thằng này nó hay lý sự. Nó bảo tôi là cầm bánh ngô ra ruộng cũng khen. Ơ thì bánh ngô mày nhìn thấy nó vàng cái này, đẹp cái này thì phải cầm, thế mày có ăn không, mày có ăn không? Ăn đây, ăn đi, ăn xong rồi nói chuyện tiếp. Ngon này các bác, bánh này. Còn ăn nóng, ăn ngon lắm. Người ta ăn nhanh quá. Chứ tân gặm gì đã đi. Bây giờ bảo thằng này cửa chuồng thì chắc chắn là không cửa chuồng tắm nữa rồi. Mày có tin là tao vẫn còn đầy ảnh mày cửa chuồng không? Thì có. Thôi bây giờ có một chuyện thế này, tôi cũng muốn chia sẻ với các bác là thằng Tiến này thì năm nay là học xong lớp 12. 12 như đầu phim tôi có nói là thời gian tới là sinh viên rồi đấy. Năm nay là tân sinh viên rồi, lớn tướng rồi. Lai chú cũng xe máy được, mai kia xuống Hà Nội lai chú cũng xe máy đi chơi được rồi. Thì là như tôi hứa ngày trước, tôi có đoạn quay đoạn phim hứa ở dưới kia kìa. Đoạn dưới kia ruộng nhà Tiến ấy, tôi nói hứa mẹ nó là 3 năm cấp 3 là đại thọ ăn học, 3 năm cấp 3. Thế bây giờ đến học chuyên nghiệp 3 năm nữa. Ồ ai đây? 3 năm nữa thì như thế nào? Thì hôm nay tôi đường tôi cũng hỏi tình hình học hành như nào, học phí làm sao, tiền ăn học thế nào. Thì bộ ông Tiến, ông Tuấn cũng gãi đầu đấy, bố nó đấy cũng gãi đầu. Thực ra là nuôi con ăn học vất vả trên này là cũng chưa chắc. Thì qua đây nha, bắt tay nha, cố gắng học xong đại học nha, nha, nhớ chưa? Học xong chuyên nghiệp rồi muốn làm gì thì làm, lấy vợ gì lấy, nhớ chưa? Không, lấy vợ sớm. Không, nhưng mà nguyên tắc là phải học xong, nhớ chưa? Không bỏ học nhá. Không, nhưng mà không bỏ học, nhớ chưa? Không bỏ học, không gì cả, cứ học xong có bằng trong tay rồi muốn làm gì thì làm, nhớ chưa? Thế còn chú sẽ đài thọ ăn học 3 năm, nhớ chưa? Học hết 3 năm đại học, chẳng hạn như là tiền ăn này, tiền học này, là tiền ở ký túc này, là chú trả cho, nhớ chưa? Còn tiền xe cộ đi về như thế nào, mua quà cáp, cái gì là bố mẹ mày tự lo nhá. Còn tiền học này, tiền ăn này, cái tiền ở ký túc 3 năm là chú đài thọ, nhớ chưa? Là học xong phải ra trường, là phải có việc làm, bắt tay. Hứa là phải làm nhá, không vớ vẩn đâu nhá, mày không được bỏ học thằng Tùng đâu đấy, nhớ chưa? Đấy là cái chắc chắn nhá, chú cũng đã nói mọi người dưới cửa hàng rất là nhiều rồi là phải đầu tư cho mày ăn học đàng hoàng, không sau này lúc ra trường không được đi chui rừng nữa, nhớ chưa? Chứ không có chuyện là giữa trường là bỏ học xong là đi về lấy vợ đâu đấy. Nhớ đấy nhá, mày mà thì đã coi yêu tôi cứ bỏ tao vợ thì tao không biết, nhưng mà mày mà không học xong đại học mà xong không lấy được chuyên nghiệp mà học xong có cái bằng tay về thì mày chết với tao. Đấy là tao nói trước cho mày như thế. Đấy thôi, cũng chia sẻ với các bác thế, tôi cũng ra đây chơi. Thế còn chi tiết măng mùng thì các bác vui lòng là truy cập website. Còn đấy thằng Tiến ấy, tôi đã nói rồi, nguyên tắc đưa ra từ lúc đầu chuẩn bị thi cấp hết lớp 12 tôi đã nói rồi, bắt buộc phải đăng ký thi học chuyên nghiệp, ra trường có công có việc, có chuyên môn, không được phép bỏ học, không được phép bỏ học. Như các cháu đã bỏ học nhiều lắm, về nhà nó đi chui vừa dùng giếc rất là nhiều. Nhưng tôi nguyên tắc là lo nốt thằng này 3 năm cấp 3 rồi, lo nốt cho 3 năm chuyên nghiệp nữa, 3 năm 4 năm nữa, còn lại sau đấy rồi nó ra trường nó kiếm cái gì thì làm. Thỉnh thoảng chú cháu có ra ngoài suối chơi, đấy là cán bộ đi, chở chú Tân ra suối chơi, nó hay hơn. Cảm ơn cả nhà rất nhiều, tôi cũng đăng một đoạn phim rất là ngắn, đăng ngay trực tiếp lên trên YouTube thôi, chứ không tôi sửa bằng điện thoại luôn. Thôi đi về, đây, nổ máy xe đi, quay về thôi. Xe, xe tuyệt đối. Về đi, về đi.
Đấy, nguyên tắc như thế nhá, không không có bỏ học đâu nhá. Phải học hành cho nó đàng hoàng đấy. Em Giang còn mấy năm nữa cũng đi học rồi, bắt buộc phải học hành hết, không có chuyện vớ vẩn được đâu. Đây còn cái này quên cầm về. Tí đến cái cây kia, có cái cây đẹp lắm. Tôi đến kia tôi quay luôn. Ôi, vừa nãy tôi đi một vòng ra đây các bác. Đây có cái cây to, cây chứng kiến bao nhiêu cái hình ảnh của Hoan Food, cũng như là những hình ảnh của chú cháu của tôi. Vừa nãy tôi đi đường tôi nói thằng Tiến ấy, tôi bảo rồi mày là cái thằng được ưu tiên nhất bản luôn. Đây nó thật, kể cả trong bản mọi người nói mày là ưu tiên nhất thì mới được những cái sự quan tâm như thế. Và thứ hai là nó cũng có những cái nó ngoan ngoãn. Thứ nhất là không chịu trẻ. Đấy là nó thật. Cái thế hệ trẻ trên miền núi thường hay phải chia sẻ thật với các bác là các cháu nó hay uống rượu rất là nhiều. Đó là cái điều không tốt. Thằng này thì không. Thứ hai nữa là cái vấn đề về chơi bời nghỉ ngợm là nó cũng hạn chế rất là ổn luôn. Vì là giáo viên cấp 3, chủ nhiệm cấp 3 của khu này lớp 12 ấy, là bạn của tôi hồi bé. Nên là tôi cũng bảo rồi mày mà vô láo là tao bảo thầy mày chết đấy. Đây ra đây chúng tôi đang ra để bẻ cái. Có cây có không? Ô có đấy, Tiến treo đi hái đi. Hả? Ôi cảm ơn cả nhà mình rất nhiều nha. Tôi xin phép là tôi đăng như thế thôi. Thế còn chi tiết thì cháu Tiến chuẩn bị đi học vào tháng 10. Và tôi sẽ đài thọ toàn bộ những cái vấn đề về ăn học và chi phí ở. Đi lại thì bố mẹ cháu sẽ phải lo. Hẹn gặp cả nhà sau. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều.